Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động bị hạn chế, dừng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn luôn được Công an thành phố duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra trên địa bàn. Nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn ở mọi lúc mọi nơi. Việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang đặt ra yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khi phải thực hiện cùng lúc cả nhiệm vụ chống dịch và sản xuất phát triển kinh tế. Đây là tình huống gia đình triển khai phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một địa điểm cách ly tập trung điều trị COVID-19, được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập cho cán bộ chiến sĩ. Điểm đặc biệt của tình huống này là không chỉ đảm bảo hiệu quả cho quá trình chữa cháy mà còn đặt sự an toàn của cán bộ chiến sĩ trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 lên hàng đầu. Đây là cái buổi mà chúng ta vừa diễn tập để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ sở trong điều trị bệnh nhân COVID, phải đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời là cái bước mà chúng ta nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm trong việc đảm bảo cái an toàn tránh lây nhiễm của cán bộ chiến sĩ trong khi tham gia cái chữa cháy cơ sở như thế này. Có thời điểm ở Đà Nẵng trong một ngày liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy, cơ sở không sản xuất vẫn cháy, giữa lúc mưa to, gió lớn vẫn có cháy xảy ra. Hay vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, một xe bồn chở 20 tấn ga bị lật tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, đưa đến một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Khó khăn và nguy hiểm là thế, nhưng người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo đã xác nhận đây là nguy hiểm, nó giống như một quả bom ấy. Cho nên là cán bộ chiến sĩ phải chọn, rồi phải trang bị cái phương tiện dụng cụ, rồi phải đối diện với cái nguy hiểm mà nó sắp xảy ra, để tính toán cái vấn đề an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ này. Đó, cái này là được quán triệt rất kỹ trong thực hiện phương án khi mà đã họp rồi. Bây giờ hiện trường phương cái từ ngày này là áp dụng vào để mà thực hiện nhanh tốc vấn đề đó ra. Nói chung là phải có sự dũng cảm, bản lĩnh thì mới thực hiện tốt nhiệm vụ này được. Thì bên cạnh những việc khó khăn như thế, thì nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn hàng ngày. Nên đòi hỏi chúng tôi là phải thực sự am hiểu những cái công tác về phòng ngừa. Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều vụ cháy đã được Công an thành phố Đà Nẵng xử lý nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, thì người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức của mình. Bởi khi làm tốt công tác phòng ngừa, thì nguy cơ cháy nổ mới được hạn chế thấp nhất.